hân hoan hân hoan hân hoan chào đón bạn bè cùng về đây vui trong câu hát. Hân hoan hân hoan hân hoan người ơi, ngày ôi ngày khi ta quyết đua tài say trong lời hát khúc hát người ca như ngàn đóa hoa dâng cho đời mật ngọt. Anh đi trên xứ nghệ đang đổi mới đi lên, mang đến niềm tin tình thương cho người bệnh, xứng danh người thầy thuốc trên quê bạc kính yêu. Vất vả ngày đêm gian khổ không sợ, lời bác mãi còn ghi người thầy thuốc như mẹ. Niềm vui khắp nẻo xa gần, lương nghi như từ màu trong ngân sáng soi. Từ bệnh viện phổi Nghệ An này khoan ơi hời họ khoan, chúng tôi xin gửi lời chào thân thương này khoan ơi hời họ khoan. Qua bao vất vả thăng trầm vươn mình đứng dậy vững vàng nghiến lên này khoan ơi hời họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan. Quyết tâm đổi mới đi lên này khoan ơi hời họ khoan. Phong cách thái độ tận tình chẳng lo này khoan ơi hời họ khoan. Làm cho người bệnh hài lòng niềm tin trao gửi vào người lương y này khoan ơi hời họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan. Lời xưa bạn dạy các ký này khoan ơi hời họ khoan. Lương y từ màu khiêm nhường lại trang này khoan ơi hời họ khoan, ơi hời họ ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan, ơi hời họ khoan dù ơi dù họ khoan. Alo, anh nghe đây, tình hình bổ sao đây em? Rồi anh biết rồi, anh và Hiền ca trực phải chờ bác sĩ Hành tới anh mới bàn giao được em ạ. Rồi anh biết rồi, anh sẽ về, anh về ngay. Anh Phúc, tình hình sức khỏe của bác sĩ hôm nay thế nào rồi hả anh? Anh chị em trong khoa chúng em đang tính tới để thăm bác đây anh ạ. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Vừa rồi cũng đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều rồi. Bố của anh tuổi đã cao, hai nữa bạch mắc bệnh thường xuyên cho nên không tránh được đâu em ạ. Hay anh cứ về trước lo cho bác đi, chị Hành chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy. Thôi em ạ, mình cứ chờ bác sĩ Hành một lúc đi, lỡ anh về mà có bệnh nhân tới mà không có bác sĩ trực thì không được đâu em ạ. Thôi để em gọi xem chị Hành đi đến đâu rồi nhé. Hoa ơi, có bệnh nhân vào cấp cứu em ra xem thế nào không? Trời ơi, họ đang bảo dưỡng như thế này,
Hoa, em đưa ngay bệnh nhân vào phòng cấp cứu cho anh. Thưa anh, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đây anh. Hoa, em vào làm các xét nghiệm này cho anh. Này bác sĩ, vợ tôi bị làm sao? Anh ạ, à, vợ anh ho ra máu, mất máu quá nhiều. Tôi sợ vợ anh thiếu máu nặng đấy. Trời ơi. Bác sĩ ơi, tôi xin bác sĩ cứu giúp con dâu tôi với. Bác sĩ. Chiến bác cứ bình tĩnh. Mẹ đã nói với con rồi, thú xếp công việc nó vừa đi khám cho sớm thì cứ bảo là mua thuốc bổ thì uống nó khỏi. Bây giờ ho nhiều máu như thế thì làm thế nào? Bác sĩ ơi, bác sĩ, tôi xin bác sĩ cứu giúp con dâu tôi với. Mẹ, mẹ ra đây. Việc họ, mẹ cứ để họ lo. Anh im đi. Việc chi mà xin cho trách nhiệm họ phải lo. Đây không phải xin cho. Họ cần tiền con có, bao nhiêu tiền con cũng có. Anh làm cho chị đó, vợ nắm đó thì không lo. Cứ nói chuyện xin cho. Mà người là tất cả, chứ con người là con. Con tất cả, anh hiểu chưa? Mẹ hay chưa? Con ơi là con. Alo, sao? Bố tỉnh rồi em. Rồi, anh chạy về, anh về ngay. Bác sĩ, vợ tôi còn nằm ở tê. Mà ông còn ở đây nghe lén điện thoại. Ông đòi về nữa là răng. Này, con bình tĩnh. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh, tôi đã về đâu. Bình tĩnh, làm răng mà bình tĩnh được. Không được, tôi không thể để vợ tôi được. Ông làm thủ tục, ông cho vợ tôi chuyển viện đi Hà Nội đi. Gia đình tôi không thiếu tiền đâu. Con. Anh ơi, xin anh cứ bình tĩnh. Hiện tại vợ anh đang rất nguy kịch, không thể chuyển viện trong tình trạng như thế này được. Bờ anh bắt buộc phải ở lấy điều trị để cho ổn định đã anh ơi. Điều trị à? Tôi còn lạ đấy chứ cả anh gặp gì nữa. Anh nói đi, anh đang chờ phong bì đúng không? Anh cần bao nhiêu anh cứ ra giá đi. Sao đây. Anh lại nói thế? Tiền đây. Này có lẽ anh bình tĩnh nào. Đây là phòng cấp cứu, đề nghị gia đình trật tự. Nếu trường hợp gia đình con làm ơn, tôi sẽ gọi bảo vệ và mời các anh ra ngoài đấy. Thưa anh, đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này. Nhưng bệnh nhân này... Kìa, tỉnh. Sao em? Chào mọi người. Chị Hạnh, chị tới anh rồi. Phúc này, biết anh phải về sớm nhưng mà trên đường đi tôi gặp vụ tai nạn. Tôi đã ở lại sơ cứu cho họ, chờ cho xe cứu thương họ đến đây tôi mới đến đây được đấy. Mọi anh thông cảm nhé. Không sao đâu chị ạ. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như chị mà. Này, này, các anh các chị con đừng đây làm chi? Hay là con chờ tiền nữa? Kìa, anh là ai? Mở đây anh nói như vậy. Thưa chị, đây là bệnh nhân vừa mới vào cấp cứu khoa ta đấy chị ạ. Vậy chồng à? Bệnh nhân. Vậy thì xin mời người nhà ra ngoài để chúng tôi còn thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân nhé. Vâng vâng, ra đi. Người coi chừng tôi đó. Tình hình bệnh nhân nào anh? Đi nào. Chị Hạnh ạ, bệnh nhân này vừa vào cấp cứu, ho ra máu, mất máu quá nhiều. Tôi đã cho làm các xét nghiệm cơ bản, bây giờ còn chờ kết quả trả về đấy chị ạ. Chị, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đây chị. Nhưng... Bệnh nhân thiếu máu nhiều quá hả em? Vâng. Em hãy thông báo truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân ngay. Đã cho người nhà thử chưa? Bệnh nhân này thiếu máu, mà bệnh nhân lại thuộc vào nhóm máu hiếm AB RH âm, mà hiện tại bệnh viện chúng ta đang hết. Còn người nhà thì không thể cho vào lúc này. Thế kiếp trực của ta thì sao? Em cũng đã cho kiểm tra tất cả, nhưng không ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Vậy sao? Làm sao đấy chị? Chị Hạnh, chị hãy lấy máu của anh tôi chuyển cho bệnh nhân đi. Nhóm máu của tôi trùng với nhóm máu của bệnh nhân đấy. Không được đâu anh ạ. Lâu nay vì hoàn cảnh gia đình của anh, tôi biết anh rất mệt mỏi rồi. Bác trai đang mong anh ở nhà lắm. Anh hãy về với bác trai ngay anh đi. Anh Phúc, tình hình sức khỏe của anh không thể cho máu vào lúc này đâu. Hoa nói đúng đấy. Không được. Tính mạng của bệnh nhân lúc này đang rất cần tôi. Tôi không thể bỏ về trong tình cảnh như thế này được. Thôi, ta không làm mất thời gian nữa. Máu vào làm thủ tục truyền máu cho bệnh nhân. Anh Phúc, kìa, anh Phúc. Kìa, anh Phúc, anh này. Phúc. Ồ, bác sĩ đi mất rồi. Tình hình của tôi đang rồi. Dạ thưa anh, các bác sĩ đang đi cấp cứu cho bệnh nhân anh ạ. Tôi nói trước với các người rồi, tôi xin chuyển viện các người không cho. Vợ tôi mà gọi chuyện chi, các người coi chừng. Hay là lại muốn thêm tiền? Kìa, sao anh lại nói như thế? Hiện tại chúng tôi cũng đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của chị nha. Với lại, có thể ở đâu đó còn có những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng ở bệnh viện phổi chúng tôi thì điều đó là tuyệt đối không có. Chúng tôi luôn lấy người bệnh làm trọng tâm. Sự hài lòng của người bệnh chính là động lực để chúng tôi ngày càng cố gắng phấn đấu làm tốt hơn nữa. Nên mong anh hãy tin tưởng ở chúng tôi. Tin mà chín. Ó đừng nói nhiều. Kìa anh. Người thầy thuốc
đêm ngày chăm lo cho người thành giàu buồn bể lo toan cuộc sống, những vần trắng trong từ vẹn tấm lòng lưỡi tư màu mãi mãi khắc ghi vì người vành dù phải hy sinh. Nụ cười trên môi của người thay thuộc là sức khỏe niềm tin của bao nhiêu người vành. Anh hãy nghỉ suy đừng mãi mỉa nặng. Alo, dạ, anh Phúc đang cấp cứu cho bệnh nhân chị ạ. Sao? Chị bảo sao cơ? Này, hay là vợ tôi có chuyện gì? Con dâu tôi. Bác sĩ, tình hình vợ tôi sang đôi bác sĩ. Người nhà cứ bình tĩnh. Bệnh nhân được truyền máu kịp thời, đã qua được cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Người nhà có thể vào thăm. Trời ơi, may quá. Cảm ơn bác sĩ. Đi thôi mẹ. Hoa. Hoa. Sao vậy em? Chị Hạnh. Chị Hạnh ơi. Bố anh Phúc. Bố anh Phúc. Trời ơi. Chị Hạnh. Hoa. Anh Phúc. Tình hình bệnh nhân thế nào rồi? Có chuyện gì vậy? Chả nhẽ bệnh nhân không cứu được sao? Anh Phúc. Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Nhưng... Nhưng sao chị? Có chuyện gì vậy? Hoa. Anh Phúc ơi. Có chuyện gì Hoa? Vợ anh khôi điên. Bố anh. Làm sao? Bố anh đi rồi anh à. Kìa. Anh Phúc. Ôi bác sĩ ơi, bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ tôi tỉnh lại thật rồi bác sĩ ơi. Bác sĩ, cũng may mà có bác sĩ. Đây. Con dâu tôi tỉnh rồi. À, gia đình tôi có chút quà bồi dưỡng. Vâng. Mong chị hãy nhận giúp cho. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Anh cất tiền ngay đi. Mọi người không cần phải cảm ơn tôi đâu. Người mà mọi người phải cảm ơn là bác sĩ Phúc đây. Chị nói sao? Chính bác sĩ Phúc là người đã cho máu để cứu sống vợ anh đấy. Trời ơi. Trong khi đó nói rồi. Bố bác sĩ Phúc ở nhà đang hấp hối và bác đã vừa mới qua đời rồi, anh biết không? Trời ơi! Bác sĩ! Rửa mà tôi đã hiểu lầm bác sĩ. Bác sĩ Phúc, mong anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi quỳ xuống đây, mong anh hãy tha tội cho tôi. Anh đứng lên đi. Bố, con xin lỗi bố. Con đã không ở bên cạnh bố lúc bố đốt hơi thở cuối cùng, nhưng chắc bố cũng hiểu và tha thứ cho con, bởi bố biết con là người bác sĩ. Bố đã dạy con là người thầy thuốc phải hết lòng vì người bệnh nghe con. Bác sĩ bố. Dù phải hy sinh vất vả đêm nay, người thầy thuộc phải là người tư màu, lấy sự sống lấy bình an người bệnh làm niềm vui làm lẽ sống. Người ơi, bác sĩ Phúc, ôi thật thiêng liêng cao cả vô cùng với tấm lòng của những người thầy thuốc, đem lại nụ cười cho bao người sự sống, nhưng riêng mình đành chấp nhận hy sinh. Bác sĩ Phúc, một lần nữa tôi mong anh hãy tha tội cho tôi. Tôi xin bác sĩ. Không sao đâu anh. Bố của tôi tuổi đã cao, hơn nữa lại mắc bệnh hiểm nghèo, nên gia đình chắc định từ trước rồi anh ạ. Qua chuyện này, mong mọi người hãy cảm thông và chia sẻ với những người thầy thuốc chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng tận tâm hết lòng vì người bệnh, nhưng nhiều khi... Chúng tôi hiểu rồi,
để có được sức khỏe và niềm tin của người bệnh. Các anh, các chị, những y bác sĩ đã có lúc phải chấp nhận những hy sinh, những sự hy sinh thầm lặng